Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục quay lại với một cái video về content mở bắt. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện với việc mở bắt 15.000 FC Boy. Để xem với cái số lượng FC Boy này thì chúng ta sẽ mở được cầu thủ gì, và với tổng số lượng coin chúng ta thu về sẽ được là bao nhiêu nha. Với 15.000 FC Boy này, thời điểm hiện tại thì giá trị cũng khá là cao. Và trong những cái bắt mình lựa chọn cho phần 15.000 FC Boy này sẽ là những cái bắt UCL trên bắt. Và trước đó thì mình đã thực hiện cái việc mở trên bắt 1 rồi, với cái mốc 500 FC Boy và nhận được cầu thủ Gavi với over 87. Cầu thủ đó thì với cái mức giá đâu đó dưới 5 triệu coin thôi. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu chinh phục từ cái trên bắt thứ hai nha. Với cái giá trị coin hiện tại của mình trong cái ạc trước khi mở bắt là 24 triệu coin. Để xem sau khi mở tất cả những cái trên bắt này thì tổng lượng coin của mình thu về sẽ là bao nhiêu. Với cái trên bắt thứ hai này thì có rất là nhiều cầu thủ nè. Đây là một cái bắt mà phải nói rất là tuyệt vời mà EA đã tung ra trong cái sự kiện UCL này. Và đây là lá cờ của Uruguay, vị trí là CDM. Đây rồi, cầu thủ Torreira là một cầu thủ mà trước đó thi đấu cho câu lạc bộ Arsenal. Và hiện tại thì thi đấu cho câu lạc bộ Galatasaray và cầu thủ này over 83 thôi. Ui, bên trong của Torreira sẽ là cầu thủ Iker Casillas nữa em ạ, với giá trị là 12 triệu coin và có thêm 2 triệu coin trắng nữa. Một bắt, một chen bắt thứ hai quá đặc biệt với sự xuất hiện của thánh Iker. Đây phải nói là cái chen bắt khá là thành công cho cái việc mở màn trong cái video mở bắt ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục chinh phục ở cái chen bắt thứ ba. Với giá trị của cái bắt này sẽ là 2.000 FC Boy. Ở đó thì chúng ta sẽ nhận được cầu thủ mid ở version là 85 cho tới 94 sẽ là 2 con hàng. Và mid ở version 80 cho tới 94 là 5 con hàng. Offer 75 cho tới 89 thì tới 15 con hàng. Và có thể nhận ngẫu nhiên 100.000 xu cho tới 40 triệu xu. Một cái bắt phải nói là rất là tuyệt vời. Với giá trị như thế này thì rất là phù hợp rồi. Nên 2.000 FC Boy cho một cái bắt rất rất là nhiều cầu thủ. Và có tỷ lệ nhận được số coin nữa. Bây giờ thì này mình sẽ bắt đầu vào cái trên bắt thứ ba. Và đây sẽ là hiệu ứng của UCL và lá cờ của anh. Vị trí là RB, Trippier, không phải rồi. Manchester City sẽ là cầu thủ Kyle Walker over 87 thôi. Nếu đây là phần bắt của cầu thủ Trippier thì giá trị khá là cao này, over 90 và giá trị là hơn 12 triệu coin. Trong cái phần SGN này đã có sự xuất hiện của Kyle Walker cho nên giá trị của cầu thủ này rất là rẻ, dưới 5 triệu coin thôi. Và ở bắt này thì có thêm 2 triệu coin trắng Morata cũng như là cầu thủ Saliba. Còn những cầu thủ như là Underwell hay là cầu thủ Joselu thì những cầu thủ đó giá trị rất là thấp rồi. Bây giờ thì anh em sẽ bắt đầu vào cái chen bắt thứ tư nha. Và sau khi cái chen bắt thứ tư này thì anh em sẽ mở free được cái chen bắt thứ năm. Đó là một cầu thủ 89 cho tới over 94. Một cái chen bắt, một cái vị trí mà EA đã free cho tất cả mọi người sau khi thực hiện hoàn thành tất cả những cái chen bắt trước đó. Với cái chen bắt thứ tư này sẽ là 5.000 FC Boy này và có rất là nhiều cầu thủ được nhận này. Mid một cầu thủ over 88 cho tới 94 và 15 cầu thủ over 80 cho tới 94. Sau đó là cầu thủ 75 cho tới 89 thì rất là nhiều. Đây là cái chen bắt cuối cùng mà thực hiện bằng FC Boy. Bây giờ thì sẽ là sự xuất hiện của cầu thủ nào đây? Vị trí là lại là lá cờ Anh rồi. Vị trí LW, Manchester United chắc chắn là Marcus Rashford rồi. Hình ảnh của cầu thủ người Anh này, vị trí tiền đạo cánh thì cũng nhìn rất là đẹp anh em. Over 88 này thì giá trị cũng không quá 5 triệu coin đâu. Nhưng mà không biết có cầu thủ huyền thoại nào theo kèm ở cái bắt này hay là không. Với cái bắt này sẽ có thêm 2 triệu coin trắng và không có thêm một cầu thủ nào đặc biệt cả. Tất cả những cầu thủ như là Joselu, Doku cũng như là Homel là những cầu thủ giá trị rất là bình thường nữa. Một cái bắt mà có quá là nhiều những cầu thủ bay và có rất là ít những cầu thủ có giá trị cao. Chỉ có Marcus Rashford 4 triệu và có thêm 2 triệu coin trắng thôi. Một cái chen bắt phải nói là không quá thành công ở cái giá trị là 5.000 FC Boy. Bây giờ thì anh em mình sẽ nhận cái free bắt nha, cái chen bắt thứ 5. Ở đây thì có xuất hiện rất là nhiều những cầu thủ chất lượng trong cái sự kiện UCL này. Có cả cậu bé Bellingham, có cả Lewandowski và có cả Erling Haaland nữa. Bây giờ thì anh em mình sẽ thử cái vận may trong video ngày hôm nay sẽ là cầu thủ gì đặc biệt hay là không. Một chen bắt free và over 89 cho tới 94. Lá cờ của Đức, vị trí CB. Ui, lại là cầu thủ Rudiger rồi anh em ạ. Một con hàng với giá trị không quá cao. Vì cầu thủ này anh em sẽ nhận free sau thời gian sắp tới nha. Over 89 với hình ảnh của Rudiger cũng như là chất lượng của cầu thủ này thì khá là cao. Nhưng mà vì là một cầu thủ free và over chỉ là 89 thôi, giá trị của cầu thủ này thì không quá 10 triệu coin. Ở cái chen bắt thứ 5, chen bắt cuối cùng và nhận free sau khi hoàn thành tất cả những chen bắt trước đó. Và chỉ nhận được cầu thủ Rudiger được xem là không thành công rồi anh em ạ. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào cái phần Ultra Bug này. Với cái 1.000 FC Boy sẽ là tối đa 5 lần mở. Với cái số lượng là 7.000 FC Boy còn lại thì chúng ta sẽ chinh phục 5 gói này. Và 2.000 FC Boy sẽ dành cho những cái gói nhỏ hơn nha. Với cái bắt đầu tiên sẽ là 800.000 xu và không có một cầu thủ gì đặc biệt cả. Có những cầu thủ như với giá trị rất là rẻ này. Một cái bắt này với cái tỷ lệ cũng rất là ngon nhưng không hiểu sao nhân phẩm của mình khá là kém.
Giờ anh em mình sẽ vào cái bắt thứ hai. Lần này thì khá hơn 1 tỷ với 1 triệu coin. Vẫn chưa thật sự là đỏ lắm, chưa thật sự may mắn lắm cho ngày hôm nay. Bây giờ anh em mình sẽ vào cái bắt thứ ba nha. Ultra bắt này thì có khá là nhiều anh em đã khoe trên group của mình với rất là nhiều chiến tích là mở được những cầu thủ đặc biệt. Đấy rồi, lá cờ của bự nhưng lại vị trí RW này. Và là câu lạc bộ Manchester City, chắc chắn là tăng bình Doku rồi. Cầu thủ overall chỉ là 84 thôi. Mini Faye thì vẫn chưa được cập nhật lên một cái phiên bản mới nhất nữa. Một cầu thủ với giá trị chỉ là 1 triệu coin thôi. Nhân phẩm có vẻ hơi kém thật sự anh em ạ. Bây giờ sẽ còn 4.000 FC Boy. Và bây giờ anh em mình sẽ vào cái bắt thứ tư nha. Ultra bắt này để xem lần này sẽ là cầu thủ gì đây, đặc biệt và mang lại giá trị cao hay là không. Cờ của Bồ Đào Nha vị trí là ST. Và hai cái vị trí đầu tiên đó làm cho mình khá là nhiều ký ức về cầu thủ Ronaldo này mà. Nhưng mà câu lạc bộ Barcelona thì chắc chắn sẽ là João Félix rồi. Một cầu thủ hậu bội của Ronaldo và giá trị chỉ là 400.000 xu thôi. Với cái bắt này thì cũng khá là kém nữa. Không quá nhiều điều đặc biệt ở cái Ultra bắt trong cái lần mở bắt của mình rồi. Với cái bắt cuối cùng để xem là cầu thủ nào đây. Cờ Argentina, vị trí là CB. Ui, một cầu thủ đến từ giải Bồ Đào Nha, không quá ấn tượng nữa. Otamendi, một cầu thủ over 83 khác. Trong bắt này thì có cả Kisa và có cả Mason Mount nữa. Coi trắng sẽ là 800.000 xu. Một cái bắt cuối cùng trong cái Ultra bắt không quá tuyệt vời đâu. Bây giờ anh em sẽ còn 2.000 FC Boy cho cái nhiệm vụ mở bắt của ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện luôn trong cái phần mở bắt này. Có cầu thủ Butragueno cũng như là Thierry Henry. Có rất là nhiều những cầu thủ khác đến từ sự kiện UCL. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện với việc là mở một lần nha. Với 1.800 FC Boy cho chính bắt này. Để xem sẽ là cầu thủ gì và có đem lại cái giá trị cao cho cái ngày hôm nay hay không nha. Và đây là một hiệu ứng của UCL. Quá nhiều hiệu ứng UCL của ngày hôm nay. Và lại là cờ của Bồ Đào Nha, vị trí là CAM. Cũng là một cầu thủ đến từ giải Bồ Đào Nha nữa. Ricardo Horta, over 84. Hình ảnh cũng rất là đẹp nhưng mà giá trị chưa tới 500.000 coin nữa nè. Và trong cái bắt này thì cũng có khá là nhiều những cầu thủ over 7x và có thêm hơn 3.700.000 xu trắng nữa. Đây là một cái bắt cũng khá là ổn rồi. Bây giờ thì anh em mình chỉ còn 200 FC Boy thôi, sẽ là một cái bắt nhỏ cuối cùng nha. Trong cái phần offer này thì 2.000 FC Boy cho cái việc mở bắt và có thêm được một bắt nhỏ nè. Ví dụ như được 10 bắt lớn thì sẽ thêm được một bắt nhỏ, kiểu như là bonus thêm thôi. Bây giờ sẽ là cái standard bắt này với một cái bắt cuối cùng. Ôi, có cả thầy Kepa ở cái bắt này nè. Tưởng đâu là một cái bắt fail rồi, nhưng mà cuối cùng có sự xuất hiện của thầy Kepa với cái giá trị hơn 500.000 xu thì cũng khá là ổn rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào cái phần market để xem tất cả những cầu thủ mà nãy giờ anh em mình vừa mở được nha. Với cái giá trị ban đầu là 24 triệu coin và bây giờ thì đã lên tới 38 triệu coin thì đâu đó coi trắng anh em mình kiếm được là 14 triệu coin rồi. Và đây là tất cả những cầu thủ mà anh em mình vừa mở được. Những cầu thủ over 84, 83 cũng như là 82 rất là nhiều. Trong đó thì có giá trị nhất chắc chắn là Iker Casillas rồi với mức giá là hơn 12 triệu coin. Sau đó là cầu thủ over 89 là Rudiger, Kyle Walker cũng như là cầu thủ Marco Rashford. Nhìn chung thì không phải là một buổi đập bắt quá thành công mà nữa. Với giá trị là 15.000 FC Boy và sẽ đem về tổng số lượng coin của mình cho cái video ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu nha. Mình sẽ thực hiện tất cả những việc treo bán của cầu thủ này. Và đây là kết quả treo bán sau một vài phút nữa. Tất cả những cầu thủ hầu như là treo bán rất là nhanh. Tất cả những cầu thủ này thì mình không giữ lại trong kho nha. Có giá trị là mình treo bán hết. Để đem về được cái kết quả để anh em có thể dễ hình dung cho cái phiên mở bắt trong cái video ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu. Và đây là 20 cầu thủ, những cầu thủ over thấp hơn, ví dụ như over 7x hoặc là những cầu thủ over 80 thì hầu như là không có giá trị cao, mình sẽ không treo bán nha, sẽ để trong kho thôi. Đây là những cầu thủ chính mà mình treo bán cho cái phiên mở bắt này. Và tổng giá trị mang về sẽ là 40 triệu coin nè. Tổng là 45 nhưng mà trừ 5 triệu tiền thuế sẽ là 40 triệu coin. Và tổng giá trị mang về cho cái video ngày hôm nay đâu đó là khoảng chừng 80 triệu coin. Cho là con số như vậy thôi, trừ ra đi con số kia thì đâu đó mình kiếm đâu đó hơn 50 triệu coin cho 15.000 FC Boy. Và còn rất là nhiều những cầu thủ 7x, 6x cũng như là những cầu thủ over 8x khác nữa. Đó là tất cả những gì có trong cái video đập bắt của mình ngày hôm nay mà muốn chia sẻ tới mọi người để mọi người có cái nhìn dễ hình dung hơn cho việc 15.000 FC Boy. Sau khi nạp vào thì anh em sẽ thu được về tổng là số lượng là bao nhiêu coin cũng như là cái độ nhân phẩm sẽ như thế nào. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ở cái video này. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Và nếu sau khi xem được video này anh em có nhu cầu nạp FC Boy cũng như là những cái bắt trong store thì anh em có thể liên hệ với mình qua cái số Zalo đang có trong cái phần mô tả của video này nha. Đảm bảo an toàn, uy tín và chất lượng. Anh em có nhu cầu thì có thể ủng hộ mình qua cái số Zalo hoạt động 24/7.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh. Is it safe? Why are you still